Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu các bạn tham gia một dự án có tên là Dot Unidiru nha các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mình, các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào. Which video we play to name. Đây thì cái dòng đầu tiên thì các bạn điền email của tất cả các bạn nha bạn. Không phải là tên giới thiệu gì đâu các bạn. Tại vì tiếng Anh nó dịch lộn đó, các bạn nhập vào, tôi không phải là người máy nè. Rồi các bạn bấm vào continue nữa các bạn. Chờ login chút xíu các bạn. Rồi enter deep away. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền full name. Full name thì các bạn hỏi ghi họ và tên của tất cả các bạn vào các bạn. Quỳnh Văn Anh. Rồi dòng tiếp theo thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nữa. Rồi các bạn bấm enter deep away nè. Rồi các bạn bấm vào confirm nè. Thì nó sẽ có một cái email gửi về cho tất cả các bạn nha các bạn. Bạn mở địa chỉ email tất cả các bạn vào. Rồi shipper dot nè. Nó gửi về cái email bạn 4 số 9062 nè. Các bạn ghi vào các bạn. 906 9062. Rồi các bạn bấm. Rồi bấm verify nha các bạn. Rồi sau khi bấm verify xong thì các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter. Bạn nhấp vào follow nữa. Trên tờ Twitter nó các bạn theo dõi các bạn. Rồi bạn backup đó nè. Rồi các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn chỗ này nha các bạn. Còn win. Dự án này khá là ngon nên các bạn cố gắng làm nha các bạn. A còng winvnnh9 nè, các bạn bấm vào I am follow nè. Rồi mình đã nhận được 2 tip nè. Rồi các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là like và tweet tăng 5 người bạn nè. Để mình lấy 5 người bạn các bạn. Các bạn nhấp vào đây các bạn follow nè. Tweet cho tweet nè. Các bạn like nè, các bạn trích dẫn cho tweet nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Rồi các bạn chạy điểm phong. Rồi các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn cộng win vnnh9. Rồi các bạn bấm vào I am rich on. Rồi tiếp tục các bạn join vào kênh Telegram đó. Sau khi join vào xong thì các bạn nhấp vào bao cạnh cùng vào setting copy username mình đó. Cộng anh 5 số 2 1 2 3 4 5. Rồi các bạn bấm I have son Dotty Unicoin nè. Rồi tiếp tục thì các bạn son tiếp kênh Solo nữa nè. Son tiếp các bạn. Rồi các bạn bắt đắp nữa nè. Rồi các bạn cũng điền lại username Telegram của các bạn hồi nãy nha các bạn. Cộng anh 5 số 2 1 2 3 4 5. Rồi bấm Amazon Net nè. Rồi tiếp tục các bạn submit địa chỉ GBB Smartchain Bet 20 trên giấy chocolate của mình nha các bạn. Kèo này khá là ngon nha các bạn. Sorry các bạn, để mình lấy giấy kia các bạn. Sao chép nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn vào, bấm vào đầu tá. Nhấp vào Bet20 nè. Rồi các bạn bấm vào. Rồi địa chỉ của mình vào. Bạn bấm vào Compete Inter nè. Rồi tiếp tục Sell và Bot nè. Các bạn gì lên ghép mình chia sẻ trong bè những cái thằng để kiếm tin token nha các bạn. Vậy video mình đến đây em kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.